Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng gồm Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Nguyễn Văn Quảng cùng các đại biểu Quốc hội Nguyễn Duy Minh, Nguyễn Thị Kim Thúy, Trần Chí Cường và Thiếu tướng Trần Đình Trung đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Hòa Vang thông báo kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Thông tin đến cử tri về kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cho biết, sau 22,5 ngày làm việc, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, tập trung giải quyết một khối lượng công việc lớn, quan trọng với sự đồng thuận nhất trí cao. Quốc hội đã thông qua 7 luật, 9 nghị quyết, cho ý kiến lần 3 đối với một dự án luật, cho ý kiến lần 2 đối với một dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác, lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Đánh giá cao kết quả kỳ họp vừa qua, cử tri thành phố Đà Nẵng cũng đề đạt nhiều tâm tư kiến nghị đến đại biểu Quốc hội. Các vấn đề về một số dự án tại Đà Nẵng vẫn đóng băng do liên quan đến các vụ án trước đây đã được xử lý, có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được thực thi. Tình trạng giá vật tư đầu vào của sản xuất nông nghiệp như phân bón, xăng dầu, thức ăn chăn nuôi cao, nhưng sản phẩm làm ra chưa bán được hoặc bán với giá thấp. Việc phân luồng giáo dục trung học cơ sở hiện nay còn bất cập. Cử tri cũng đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng, cũng như cơ chế chính sách để xây dựng huyện Hòa Vang ngày càng phát triển xứng tầm với kỳ vọng. Cử tri đề nghị Quốc hội cần tăng cường giám sát công tác phòng chống tham nhũng, xử lý nghiêm cán bộ có hành vi thu nhũng hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát. Đồng thời phải tăng cường giám sát việc thi hành nó trong những vụ án tham nhũng, có giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước thật sự tăng thật, nhất là đội ngũ làm nhiệm vụ phòng chống tham nhũng tiêu cực. Hiện nay cán bộ và nhân dân huyện Hòa Vang đang rất nỗ lực để xây dựng Hòa Vang đạt đô thị kiểu mẫu và phấn đấu trở thành thị xã. Vì vậy kiến nghị chính phủ nghiên cứu quy định cách tính mật độ dân số theo cách tính lấy dân số chia cho diện tích đất xây dựng đô thị thì sẽ có thể hơn. Xin trân trọng cảm ơn. Cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề về giảm tuổi hưởng trợ cấp xã hội cho người cao tuổi thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội, tội phạm công nghệ cao ngày càng nhiều và tinh vi, tình trạng bệnh viện công chuyển viện sang bệnh viện tư nhân, vẫn còn tình trạng kê đơn sang ngoài mua thuốc không sử dụng thẻ bảo hiểm y tế cùng nhiều vấn đề khác. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao các ý kiến tâm huyết của cử tri. Những vấn đề cử tri Hòa Vang quan tâm cũng chính là những vấn đề được cử tri cả nước thời gian qua kiến nghị đến Quốc hội. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố giải đáp thông tin làm rõ thêm về một số vấn đề cử tri quan tâm, trong đó nổi bật là công tác phòng chống tham nhũng hiện nay. Yêu cầu tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm không ngừng nghỉ của Đảng, Nhà nước và Quốc hội trong thời gian vừa qua và kể cả trong cái thời gian tới. Và Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thì cũng đã có văn bản số 1790 ngày 20 tháng 2 năm 2023 nêu rõ cái trách nhiệm trong cái việc tham mưu cho Quốc hội phải tăng cường giám sát về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực và sẽ kiến nghị các cái cơ chế pháp luật để tăng cường hơn nữa cái công tác phát hiện, xử lý các cái vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực, nhất là các cái vụ việc tham nhũng tiêu cực ở trong các cái cơ quan làm nhiệm vụ phòng chống tham nhũng tiêu cực. Kết luận hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thông tin thêm đến cử tri thành phố Đà Nẵng về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong năm 2023, năm được xem là năm bản lề trong thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm. Tuy chịu nhiều tác động tiêu cực từ kinh tế toàn cầu, nhưng kinh tế trong nước vẫn đạt được mức tăng trưởng tích cực.
được thế giới đánh giá cao trong bối cảnh hiện nay. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm với nhiều chính sách cụ thể. Tình hình quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác đối ngoại diễn ra sôi động, đạt nhiều thành tựu quan trọng và có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển lâu dài của đất nước. Về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là biểu hiện suy thoái của chính những người làm công tác phòng chống tham nhũng, Chủ tịch nước khẳng định vấn đề này đang được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm và được cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cũng đã nhiều lần chỉ đạo rồi. Tức là phải chống tiêu cực, chống tham nhũng trong cơ quan phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thì đây cũng là một cái nội dung công tác rất là quan trọng trong lĩnh vực này. Chắc chắn là sẽ được Đảng, Nhà nước quan tâm. Riêng trong năm 2023, để cụ thể hóa chỉ đạo đó, thì vừa qua Đảng cũng ban hành hai cái quy định rất quan trọng. Thứ nhất là quy định về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Và cái quy chế thứ hai là kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm toán. Thì đây là những nội dung để làm sao đó là tăng cường cái năng lực của các cái cơ quan phòng chống tham nhũng tiêu cực và cũng là để kiểm soát quyền lực phòng chống cái tham nhũng tiêu cực trong lĩnh vực này, trong các cơ quan này, như đồng chí Tổng Bí thư đã nhiều lần chỉ đạo. Chủ tịch nước cũng thông tin thêm đến cử tri về vấn đề phân luồng giáo dục hiện nay, đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự thẳng thắn quyết liệt của cử tri Đà Nẵng và kỳ vọng cử tri thành phố tiếp tục phát huy và thực hiện tốt vai trò của mình, góp phần tích cực vào công tác phản biện xã hội, xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh, phát triển.